Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hemotosin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về hemotoxin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Các bê sần Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Dung dịch tiêm Công dụng Thuốc được chỉ định sử dụng để ngăn ngừa mất trương lực tử cung và xuất huyết hậu sản sau mổ lấy thai chủ động dưới sự gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống. Cách dùng Thuốc dùng bằng cách tiêm tĩnh mạch chậm. Liều dùng: một liều đơn 100 mg, 1 ml được dùng bằng cách tiêm tĩnh mạch chậm trong thời gian hơn một phút, chỉ khi đã hoàn tất việc sinh đứa trẻ bằng mổ lấy thai dưới sự gây tê ngoài màng cứng hoặc gây tê tủy sống. Thuốc có thể được dùng trước hoặc sau khi sổ nhau. Chống chỉ định: không dùng các sần trong thời gian mang thai, không được dùng các sần khi khởi phát chuyển dạ, mẫn cảm với các sần oxytocin hoặc với các thành phần nào khác có trong thuốc tiêm bệnh nhân mắc các bệnh về gan hoặc thận các trường hợp tiền sản giật hoặc sản giật bệnh nhân bị rối loạn tim mạch nghiêm trọng bệnh nhân động kinh lưu ý khi sử dụng thuốc các bêtoân chỉ được sử dụng ở các bệnh viện sản có đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm trong trường hợp chảy máu từ cung dai rằng sau khi sử dụng các bêtosen cần phải xác định được nguyên nhân chảy máu. Cần xem xét các nguyên nhân như sót nhau, rối loạn đông máu hoặc chấn thương đường sinh dục. Chỉ sử dụng các Betosan một liều duy nhất, cần tiêm chậm trong thời gian trên một phút. Trong trường hợp giảm trương lực tử cung hoặc đờ tử cung hoặc mất máu quá nhiều, cần cân nhắc điều trị bổ sung với oxytocin hoặc Exgomchin. Tác dụng phụ Thiếu máu Nhức đầu Run Chóng mặt hạ huyết áp, tỏ bừng. Đau thắt ngực, khó thở. Buồn nôn, đau bụng. Vị kim loại, nôn. Ngứa. Đau lưng. Lạnh, đau. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hemotoxin đồng thời biết cách sử dụng xin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.